phải đây muốn học tiếng Anh nhưng mà chưa biết bắt đầu từ đâu. Hôm nay thì mình thấy cô Trang Anh mới ra một bộ sách mới nên là mình cũng mua thử. Thì đây là sách dành cho người mới bắt đầu học tiếng Anh. Điểm đầu tiên mình thích ở tất cả các loại sách của cô Trang Anh luôn là sách nó kiểu real. Tức là sao? Ví dụ sách này 450 trang thì tất cả đều là bài tập và ngữ pháp chứ không phải là lấy đáp án ra để chụp ăn gian số trang. Điểm nổi bật thứ hai là quyển này sẽ không thêm về ngữ pháp hay từ vựng hay bất kỳ skill nào. Thay vào đó thì mỗi unit thì cô viết luôn cả 4 kỹ năng trộn hết vào. Những quyển sách tự học tiếng Anh đã đi vào huyền thoại. Đầu tiên, tổng ôn ngữ pháp tiếng Anh của cô Trang Anh, đặc biệt dành cho những bạn mà đang chuẩn bị ôn thi đại học nhưng không phải dành cho các bạn mà đang mất gốc. Thứ hai, Destination B1, B2, cả vocab and grammar nhưng mà không có phần tiếng Việt. Mọi người có thể tham khảo lời giải chi tiết bằng tiếng Việt ở trên kênh YouTube này. Thứ ba, bộ Hackers IELTS có cả 4 kỹ năng và chia ra từng ngày để mình tự học IELTS nhưng mà ở đây mình chỉ có mỗi quyển speaking thôi. Cuối cùng là bộ Hackers TOEIC thì có listening, reading và vocab. Chạy sau quyển listening và reading của mình bay mất đâu rồi có bộ quyển vocab được quay mọi người. Theo mọi người thì còn quyển nào xứng đáng đưa vào list này không? Một website miễn phí giúp bạn luyện nghe tiếng Anh hiệu quả. Đầu tiên mọi người vào Google và gõ ESLLab.com giống như trong video và chọn website đầu tiên nha. Ở đây mọi người sẽ thấy có rất là nhiều cấp độ từ dễ cho đến khó. Mình sẽ chọn thử cấp độ dễ để xem nó có những gì nha. Ở đây nó có rất là nhiều chủ đề cho mọi người có thể lựa chọn những chủ đề mà mọi người muốn nghe. Mình sẽ thử chọn một chủ đề bất kỳ cho mọi người xem nha. Mình thấy ở đây ngoài việc mọi người luyện nghe ra thì còn có thể học được cả từ vựng nữa. Chẳng hạn như ở đây mọi người có thể thấy bài tập khởi động trước khi nghe, phần idioms, web cũng giải thích rất là rõ những cái idioms mà có ở trong bài nghe. Đối với phần nghe thì cũng sẽ có bài tập ở bên dưới cho mọi người làm ngay khi mà mọi người nghe audio. Và web cũng sẽ hiện ra ngay kết quả là đúng hoặc sai ngay khi bạn vừa trả lời và đồng thời cũng chỉ ra dẫn chứng cho câu trả lời đó. Ngoài ra sau khi hoàn thành bài nghe ở trên xong mọi người có thể luyện nghe lại một lần nữa thông qua các bài tập về từ vựng có liên quan đến audio ở trên. Và một điểm mình rất là thích ở trang web này đó là nó có hiện cả script của phần audio. Điều này sẽ giúp cho kỹ năng nghe của bạn trở nên tốt hơn thông qua việc phân tích script cũng như học các cụm từ hay mà người ta đã in đậm sẵn cũng giải thích rõ ràng cho bạn. Thử học cùng mình ngay và luôn nha. Này em ơi, trăm năm sau những câu phiên kia sẽ về đâu, biết cuộc đời mình phù du lắm em ơi. Ngày hôm qua em vui ca, chớ sao hôm nay em buồn ba, có sao đâu rồi sẽ qua thôi, có sao đâu. I drink till I'm drunk, smoke till I'm high, castle on the hill, wake up in the sky, you can't tell me. Có quá nhiều sách ngữ pháp thì nên học quyển nào? Cuốn Destination B1 B2 thì nổi khỏi bàn rồi. Điểm mạnh là nhiều bài tập, có cả từ vựng nữa nhưng mà vấn đề là toàn bộ lý thuyết bằng tiếng Anh. Nên là xuất hiện mọi người có thể xem giải chi tiết của này trên YouTube cũng có. Cuốn thứ hai này giống quyển của Mai Lan Hương màu vàng ấy, được hơn là Lý Da Đẹp có bài tập trên app. Nhiều bạn thấy quyển này kiểu nhiều kiến thức nên là hơi ngọt ấy. Và cuối cùng bộ này sẽ hợp với những bạn nào mà chưa biết gì tiếng Anh thì là một khởi đầu kiểu nhẹ nhàng suôn sẻ, sẽ đi từ các mỏ hội thoại này, xong đến giải thích ngữ pháp từ liên quan là bài tập. Mọi người vẫn đang phân vân quyển nào nữa thì cho mình biết nhé. You should bet on me, like I'm Apple in the 90s. You should bet on me, gonna wanna get behind me like